Thưa quý vị, thực hiện đề án xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026, hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm sản xuất kinh doanh của nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp, thu hút đông đảo chị em phụ nữ làm kinh tế tham gia vào tổ chức hội. Vừa qua, Hội Phụ nữ thành phố đã cho ra mắt catalog kết nối và giới thiệu sản phẩm do Hội Phụ nữ khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện và tổ chức tập huấn kỹ năng truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm cho phụ nữ làm kinh tế, đang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó tạo điều kiện cho các chị em hội viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Khi mà tham gia vào phụ nữ khởi nghiệp rõ ràng hơn trong cái việc pháp lý để phát triển sau này, và thêm nữa là các chị được liên kết hỗ trợ với nhau về các cái gọi là vấn đề về nguồn đầu vào. Nổi bật là địa điểm trưng bày hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm sản xuất kinh doanh của nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tại địa chỉ của hội số 2 Phan Chu Trinh với 30 đơn vị là thành viên mạng lưới kết nối của thành phố tham gia trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng và sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm 2024. Đây là lần đầu tiên chị tham gia cái chương trình hội tổ chức kết nối những cái mặt hàng là với nhau để mà trưng bày quảng bá sản phẩm á. Chị thấy đó là nó rất là thiết thực, rất là tốt. Chị cũng mong là sau này là hội tổ chức nhiều hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng chính là người đã kết nối với nữ doanh nhân chúng tôi, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng để trực tiếp trưng bày và giới thiệu lan tỏa những cái sản phẩm rất là chất lượng, đảm bảo những cái yêu cầu, những cái đặc biệt là những sản phẩm OCOP, những sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Thông qua những hoạt động kết nối cung cầu là dịp để chị em đã đang và sẽ có ý tưởng khởi sự kinh doanh được trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để khởi nghiệp thành công, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.